bữa nay mình sẽ soạn để ngày mai lên đường đi theo phái đoàn và hướng ra miền Trung. Giấc này là mình sẽ bắt đầu khởi hành đi nha. Sẽ chuẩn bị đồ bỏ lên con ngựa sắt của mình. Và đây là cái nhà bé bé xinh xinh của mình đây, kiến trúc cổ kính luôn nha. Rồi xong rồi đó, rồi mình bắt đầu lên đường. Rồi bữa nay cô bác tham quan cái nghiệp dẫn của cầu Dầm Thấm nha. Ở quẹo phải nè. Qua cái chợ Định Yên mới thấy chiếu người ta làm nhiều gì nè, hết hồn luôn cô bác coi nè. Đó, chiếu dệt rồi, chiếu chưa dệt rồi, chỉ chiếu gì nóc trơn luôn. Rồi hết chiếu rồi cô bác ơi, khúc này người ta ngủ niệm hết vậy. Ủa là không, anh thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo mà sớm giềng họ hay. À, cái đôi, cái này là cái sơn, xuống dưới kia là cái mít rồi mình tới đó cô bác. Ở đây là cầu cái bằng dưới, trời ơi có cái bằng dưới thiệt. Ủa trời ơi sao mà lại không hay ta, cái chùa lộn, ông dẫn mình vô chùa luôn rồi. Có khi nào ông dụ mình đi qua Vũ Hán không, thấy ghê ạ. Có khi nào ông lừa gạt mình bắt bỏ bao hay gì không, ghê quá. Bữa nay mình lại tiếp tục, thì giấc này cũng khoảng là 10 giờ đêm của ngày 12 tháng 11 năm 2022. Còn tính theo âm lịch của mình là ngày 19 tháng 10 năm 2022. Thì bữa nay mình sửa soạn để ngày mai lên đường đi theo phái đoàn và hướng ra miền Trung. Thì những cái món đồ mình mình chuẩn bị đã xong rồi nè. Đó. Cái này mưa gió liên tục luôn, không biết cái chuyến đi này có suôn sẻ hay không. Nhưng mà những cái món đồ thì mình đã sửa soạn là gần như là khoảng 99,9% rồi đó. Ví dụ như đây là những cái mic để khi mà mình đi mà giả sử như giông gió quá thì gắn mấy cái mic này vô. Mic của Dirty, của Rode, đồ vân vân nè. Còn ở đây là những cái sạc dự phòng, sạc, gimbal, mấy cái máy quay. Này mấy cái gimbal để dự phòng, giày dép, chân, ba lô, túi, cái ổ điện rồi vân vân, con live cam. Bên kia là đồ mình bó tròn vậy đó cô. Đây, bó tròn tròn vậy nè, để mình đi là nó không có bị nhăn. Đó. Giờ mình lấy ra nó cũng không bị sổ đồ nữa, mình lựa thoải mái luôn. Đó, cái này cái áo khoác, quần áo thì mình đã bó trong này rồi, hồi là bó thêm bộ hai bộ nữa, đây là sơ khởi thôi. Những cái túi để đựng máy ảnh để chống sốc đồ vân vân, cái dù,
Ở đây thêm cái ổ điện nhiều ngõ USB để mình có thể mình sạc những cái phụ kiện của mình. Dạ, đây là cái vali kéo để mình để cố định ở trên xe. Còn đây là cái xô cơm để khi mà phái đoàn giả sử như ăn á, mà mình thấy mà không kịp, tại vì cái lúc người ta ăn uống này kia thì mình quay, là cái nhiệm vụ của mình. Nếu như mình cũng ăn luôn á thì không có quay được. Đó, thành ra mình chuẩn bị. Đây là cái cốc có thể đem theo uống cà phê chơi. Tại vì mình đi cái chuyến này chủ yếu là trên xe chứ không có di chuyển nhiều quá. Thành ra đồ đạc mình có thể để trên xe và đem đồ hơi nhiều nhiều chút xíu cũng được. Còn đi núi thì mình sẽ hạn chế hơn. Này, đây là một số dụng cụ. Thì cái này nó sẽ lây cái kia nó sẽ lây cái nọ, rất là nhiều thứ. Ví dụ như từ một cái máy quay này, cô có thấy từ một cái máy quay này thì mình phải đem theo cục sạc nè, phải đem theo cái pin 2-3 thứ luôn nữa nè. Rồi bắt đầu đem theo mấy cái túi để đựng nó, để chống sốc nữa nè. Từ một cái nó đẻ ra rất nhiều cái. Và ở đây là những cái ổ cứng di động. Ở đây là mình ba ổ cứng là khoảng 4.000 GB. Đó. Rồi những cái cốc sạc, dây cáp của từng loại nè. Nhóc chân và sạc dự phòng thì ở đây là mình vô số sạc dự phòng luôn. Ví dụ như ở đây cái cục sạc dự phòng 20.000 ampe nè. Cái sạc dự phòng cho máy quay này là 3.200, cái này 3.200. Và còn cái này nữa nè. Cái này là 6.800 ampe, cái này 6.800 ampe nữa nè. Và những cái này cũng là sạc dự phòng luôn nè, có pin này nè. Pin này là 5.000 ampe một cục. Hai cục này là 10.000 ampe và những cái cục nhỏ này nữa. Khi mình gắn vào những cái đế sạc, cái đế sạc bỏ đâu mất rồi. Khi gắn vào cái đế sạc, hình như chưa soạn cái đế. Đây đây đây, cái đế sạc. Khi gắn cục pin này vô cái đế sạc thì nó sẽ trở thành cục sạc dự phòng và mình xài được luôn, và nó cũng là cái dụng cụ để mình sạc pin được luôn. Đó. Và những cái đế sạc này của pin FV thì khi mình gắn vào thì nó cũng trở thành cái cục sạc dự phòng luôn, nó có ngõ điện để xuất ra luôn. Ví dụ như cục pin này thì nó bao nhiêu, nó 3.900 ampe. Đó, thì mình gắn vào mình quay phim cũng được thời gian rất là lâu. Nói chung mình đi là cần những cái thứ mà nó thiệt là đa năng để mình sử dụng được nhiều thứ. Và những cái mic nè, cái mic của Rode rồi vân vân nè, mic Valaria nè, và những cái mic không dây rồi vân vân. Cái này là những cái phụ kiện kèm theo, tại vì cái này nó sẽ lấy cái kia nó sẽ lấy cái nọ, thành ra rất là khó. Nếu như mình quay vòng vòng nhà thì mình lấy những cái cần thiết thôi, nhưng mà nếu đi đường xa thì thiếu cái này thiếu cái kia nó rất là khó, thì cái phim của mình nó không có được trọn vẹn, nó chui vô nó định ngủ ở gì đó nha. Thì tạm thời thì mình sẽ soạn ra một số này để chuẩn bị, thì khoảng 7 giờ sáng mai hoặc là 8 giờ sáng mai mình sẽ khởi hành và qua đến cái địa điểm tập trung bên kia là khoảng 10 giờ và nghe nói là khoảng 1 giờ ngày mai, tức là ngày 13 tháng 11 năm 2022, tức là ngày 20 tháng 10 năm 2022 lúc 1 giờ thì xe sẽ khởi hành, nghe nói là lịch vậy đó, còn đi đâu chi tiết thì mình chưa biết. Thì giấc này cũng đã khuya rồi. Mấy con chó nó ngủ loạn đá chứ ha. Và bên trong đây, cái này là cái khu làm việc của mình. Soạn là số đồ rồi. Thì ở đây thì mình cũng không có cái gì giá trị, toàn là vỏ hộp đồ chơi của mình thôi. Thì ví dụ như ăn trộm nó có vô đây thì cũng không biết lấy cái gì đâu cô bác ơi, toàn là đồ dây chai không, không có cái gì giá trị chứ. Hẳn cô bác tham quan cái ban đêm cái cảnh của nhà mình đó làm sao, nó vậy đó. Chuối về thay đổi không khí trước khi mình đi nha cô bác. Chuối là chín mềm mập hết trơn mà ăn không kịp, quá sáng mềm luôn. Rồi đây là cái khu nhà bếp của mình. Thì giấc này chính xác là mấy giờ rồi? 9:50 rồi cô bác ơi. 9:50 rồi. Cái đồng hồ quá quýt đó. Nhỏ nè, cô cưng nè. Thôi này mưa gió liên tục luôn. Mình tròn đó. Rồi quên đậy nó, cái này bộ hông dữ dằn cô bác. Sợ ý cái là nó chui vô cứng ngắc hết. Giấc này cũng chuẩn bị dọn đồ vô ba lô rồi bắt đầu là mình sẽ làm cái tập cuối của cái bộ phim Hành Hương Với Những Cơn Mưa. Giấc này 10 giờ mà chưa làm nữa thì chắc tối nay chắc hết ngủ luôn rồi đó.
tại vì còn soạn mấy cái này vô cái ba lô nữa rồi mình mới đi được. Soạn chắc khoảng một cái vali, một cái ba lô và một cái túi nhỏ nhỏ, là tại vì mình đi xe đó cô á, thì mình để dưới xe chứ không có giống như đi núi. Đi núi thì mình không có chỗ để cô á, mình bỏ dưới xe đi mấy về ngày về đâu được, thì nó cũng vô dụng. Còn cái này mình đi xe, xe ghé địa điểm, từng địa điểm rồi cái lên xe đi tiếp, ghé từng địa điểm lên xe đi tiếp, thành ra đồ mình có thể đem nhiều chút xíu cũng được, không sao. Rồi quay một lần nữa cái đống đồ của mình để cô bác mình xem cho nha. Ở đây là những cái con cú mèo hả gì nè, nhìn dễ cưng hết biết không, cú mèo lùng lùng đó. À, cái này là hậu trường ha. Đây có mấy con heo mình mua nó có coi đẹp không? Cái con khỉ mình mua đã có bây giờ vẫn còn đó. Thôi giờ nó ngủ ngon lành ha. Con mèo nè, con này con mèo đó nha. Rồi, vậy là mình tạm ngưng ở đây ha cô bác. Khuya nay, ủa lộn, ngày mai là mình đi được ban ngày cô bác ơi. Mỗi khi là mình đi đêm thôi à, đi 1-2 giờ khuya không. Còn đoạn này đi đường xa, đi tuốt ở ngoài miền Trung, thành ra là đi buổi sáng chạy liên tục chắc đi khoảng 6-7 ngày, nhưng mà cái thời gian mình đi xe không là hết 3-4 ngày cô bác, tại đường xa quá. Thành ra tính đi nhiều nhưng mà cũng không có nhiều phim đâu, chắc cũng khoảng chừng 20 tập thôi. Ví dụ như cái phim của vừa rồi đó là Hành Hương Với Những Cơn Mưa, đi hình như là 3 đêm 4 ngày mà cũng chỉ khoảng 32 tập thôi. Thì phim này mình đón chắc cũng khoảng chừng 20 tập là nhiều lắm rồi. Không biết các bạn về có ghé đâu nhiều hay không. Rồi, vậy là mình tạm ngưng ở đây hết cô bác. Rồi khi nào chuẩn bị đi hay gì, hoặc là có cái sự việc gì mới mới thì mình sẽ quay tiếp tục để cô bác xem. Còn tới đây thì mình tạm ngưng. Rồi cô bác ơi, chắc này đã là 7:45 của ngày 13/11/2022, còn tính theo âm lịch là ngày 20/10/2022. Thì giấc này là mình sẽ bắt đầu khởi hành đi nha. Thì ở đây là mình đã có một cái túi này là quải theo xuyên suốt nè. Quải cái túi này theo xuyên suốt luôn. Chỗ này đôi giày với cái vali kéo, cái nón và cái áo khoác nữa là mình sẽ đi đó. Rồi, thì là mình chỉ có một cái túi này với một cái vali thôi. Nó nhưng mà đồ ở trong nó rất bít chịt luôn của em là cứng ngắc luôn đó. Còn này cái ca nước đem theo, tại vì mình chủ yếu là đi xe, thành ra mình có thể đem theo cái ca nước cũng tiện. Rồi, giấc này mang giày vô, giờ mình bắt đầu di chuyển đi tới cái chỗ bắt đầu đem đồ lên xe rồi đi với Bình Cần Thơ thì mình sẽ quay tiếp nữa. Rồi, này là buổi sáng ở nhà. Rồi, chắc này xoạc giày vô và đi luôn. Rồi cô bác ơi, chắc này là khoảng 8 giờ đó. Chắc này mình sẽ chuẩn bị đồ bỏ lên con ngựa sắt của mình và di chuyển đi nha. Đó, đây là cái nhà bé bé xinh xinh của mình đây. Đó, kiến trúc cổ kính luôn nha. Cái này là đồ cổ đó chứ không phải tầm thường đâu. Rồi này bỏ vô đồ vô, quan trọng cái này là cái cái đồ trâu của mình nè. Ôi trời ơi, xe cài bạc áo mưa gì ngóc chân ha. Rồi bắt đầu bỏ cái vali này lên. Bữa nay thì mình sẽ mang cái túi này, nhưng mà cái túi này nặng lắm nha cô bác. Hồi nãy căng thử cô bác biết cái túi này nhiêu không? 8 kg. Cái túi này không là 8 kg đó, còn cái này là tất cả 10 mấy 20 kg.
tại vì cái này là toàn là pin bọng, những cái nó rất là nặng, cô bác đi nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó nặng rất là nặng, sạc dự phòng nữa đó, nặng dự chuyển trận đó. Cái đó là những cái thứ cần thiết. Còn cái này là quần áo với những cái dây sạc, dây sạc ấy đồ đó. Họ công nhận cái xe mà có cái sàn bự bự gì cũng yêu ha. Rồi còn cái này thì để chồng lên đó. Cái chồng lên vậy nè đó. Vậy là xong đó, vậy là đi nha. Chú khoác cái áo vô chắc này nực quá rồi. Rồi vậy là xong, chuẩn bị lên đường. Còn cái này không biết máng ở đâu đây nè, nó vậy cho mình cũng có cái chỗ máng đây nữa nè nha, có cái móc máng này nè đó. Rồi vậy là lên đường thôi, xong thằng. Rồi chạy qua bên kia thì từ đây qua tới cái điểm tập trung bên kia là khoảng 30-40 cây số đó cô á, thì đi tới đâu mình sẽ quay tới đó cô bác xem. Mình gắn cái camera hành trình lên đây rồi mình sẽ bắt đầu di chuyển đi. Rồi chắc là đổi cảnh quay nha, bắt đầu gắn cái camera lên máy nha, bỏ lộn lên xe. Rồi xong rồi đó, rồi mình bắt đầu lên đường nha. Giờ bên đây là kênh YouTube Bình Cần Thơ, bên đây là nhà Bình Cần Thơ đó, quay trên trời luôn rồi. Còn đây là nhà của mình, chỗ này là con người sắt của mình. Rồi giấc này xong rồi đó. Rồi giấc này mình khởi hành lên đường. Đây là cái gói hành trang của mình, là bao gồm một vali và một cái túi sách bên hông, và một cái bình nước, một cái áo khoác. Còn Bình Cần Thơ bên kia thì một cái vali và một cái ba lô. Rồi giấc này mình lên đường cô bác ơi. Xong qua bến đò đó cô ơi. Rồi giấc này mình bắt đầu khởi hành. Mình ghé ghé cây xăng ở ngoài cầu Siro đi, bây cho đi nhé mình đổ. Không, tôi đổ hôm qua rồi, con kia hả? Con kia đi chợ tôi đổ trước à. Thank you.
rồi mình tính 69 rồi đó. Rồi mình tới số 8 rồi đó. Rồi mình tới cây xăng số 7 rồi đó. Rồi tới đây mình đã hết địa phận của Vĩnh Thạnh rồi đó cô. Mình đã tới cây cầu số 1 rồi đó. Rồi, cầu số 1, cầu đường xuồng. Thì từ đây mình sẽ rẽ qua cái nhịp dẫn của cái cầu dẫn tống đó. Rồi bữa nay cô bác tham quan cái nhịp dẫn của cầu dẫn tống nha. Qua phải nè, rồi qua nhịp dẫn của cầu dẫn tống. Còn đi thẳng á thì mình lên Long Thiên ra lộ thẻ rồi chứ chưa. Cách nào mình qua phải nè. Thank you.
rồi mình trở ra cái tuyến cao tốc phía trước rồi đó cô. Thì nếu như cái tuyến cao tốc này mình quẹo phải thì mình sẽ đi Kiên Lương, Kiên Giang, còn quẹo trái thì mình qua Vàm Cống và qua Cao Lãnh rồi dân dân. Chắc là mình sẽ quẹo trái nè. Rồi, dắt này mình ngắm cho cầu Vàm Cống nữa nha cô bác. Đi trước đó. Rồi dắt này mình bước lên cầu Vàm Cống nha cô bác. Thank you.
Rồi tới đây mình đã hết cái chân cầu Dòng Cống rồi đó cô. Rồi mình sẽ rẽ qua cái quốc lộ 54. Nhưng mà trước khi rẽ thì mình sẽ lấy cái điện thoại ra và gắn định vị mới đi được quá thôi. Tại này mới đi lần đầu thành ra mình không có biết chính xác được cái vị trí. Lấy cái điện thoại ra định vị. À, chưa đi. Hồi đó đi Sa Đéc là đi cái khúc trên kia. Rồi sau khi gắn định vị thì giấc này mình tiếp tục quá thôi. Tới đây là quẹo phải là trở về quốc lộ 80. Còn quẹo trái là qua Bình Minh. Vậy là cái hướng này hướng đi Bình Minh Vĩnh Long. Cái khu vực bên Đồng Tháp này đó cô bác là người ta trồng kiển rất là nhiều, kiển và cây ăn trái. Đồng Tháp Vĩnh Long rồi, kiển và cây ăn trái rất là nhiều. Cô bác thấy hai bên đường đó người ta trồng kiển cũng rất là nhiều á, giờ ở đây là người ta dệt chiếu nè. Đến Bình Minh là 46 cây số nữa. Cái địa chỉ mình đến là địa chỉ ở cầu Cam Ích. Cầu Cam Ích hả? Cầu Cam Ích đó, ở đây người ta dịch chiếu nè. Cái sân chiếu còn gọi là cái chợ âm phủ. Tại vì người ta nhóm ban đêm giữa khuya. Mà cái chợ đó bây giờ chắc cũng nghỉ rồi phải không? Chắc không còn nhiều đâu, bên trái cũng có dịch chiến. Tới cái chợ gì rồi nè. Có cái chợ bên tay trái đó cô. Cái chợ không anh ơi. Dầu Be. Chợ dầu gì? Bé quá. Không biết dầu bé gì. Cái này không biết. Cái chợ Chầm Hởm nhỏ xíu à. Sao chỗ này cũng cổ rồi đó. Xưa rồi đó. Giống cái chợ này nhỏ xíu rồi. Ở đây chiếu nữa nè. Chiếu bên trái con chiếu nữa.
Ở đây là cầu kênh 5. Gặp ông sư luôn, sáng gặp ông sư may mắn à, hai ông sư luôn chứ không phải một ông, hai ông sư. Ông sư qua mặt rồi. Ờ, đình Định Yên. À, chào Định Yên. Ủa? Định Yên dưới này hả ta? Hàng nhiên nãy giờ thấy chiếu, mình nhớ Định Yên đi cái đường trên kia mà. Ôi, tới cái cầu Định Yên luôn nè. Cái khu vực mà nổi tiếng mà đang chiếu rồi đó cô bác là ở Định Yên à. Nhưng mà mình chưa có từng qua lần nào. Nhưng mà mấy cái đợt mà đi Sa Đéc đó là mình đi vòng cái đường trên kia thì cũng có gặp người ta làm chiếu rất là nhiều. Mình tưởng là ở trên kia mép bên tay trái của mình song song với con đường này nè. Chiếu nóc trơn bên tay phải nào cô bác xem nè, chiếu nè. Chưa có bắt gì. Đây nè, nóc trơn nè, tao phơi nè. Bên tay phải của mình nè, cô bác coi nè. Chiếu Cà Mau đất cắm sào bên bờ kênh ngã bãi sào cô gái nằm xưa chẳng thấy cha chào rồi. Vậy là đó cái ông bán chiếu rồi đó là ông ghé ở đây nè cô bác ơi, ông mua, ông mua rồi ông mới đem xuống ngã bãi rồi với ông bán. Cô bác còn nhớ cái bài mà tình anh bán chiếu đó. Tại giờ xưa người ta không có nghề làm đó cô bác, người ta dựa vào cái nghề chiếu. Như bên phải nè cô bác thấy nè, ô phải trái gì nóc mà chơi nè. Ồ quá nhiều luôn, nhà nào cũng làm chiếu cho cô bác thôi. Quá thật chiếu rồi nè. Đó, sau qua cái chợ Định Yên mới thấy chiếu người ta làm nhiều gì nè. Hết hồn luôn cô bác coi nè. Đó, chiếu dệt rồi, chiếu chưa dệt rồi, chỉ chiếu gì nóc trơn luôn. Chỗ nào có thể mà phát triển thành cái khu du lịch đó cô, có nghĩa là mình vào thẳng những cái nhà người ta dệt chiếu để tham quan du lịch rồi luôn.
Ở đây là mình tới cầu Rạch Mát. Rồi hết chiếu rồi cô bác ơi, khúc này người ta ngủ niệm hết gì rồi. Trường tiểu học Định Yên. Là cô bác sẽ thấy người ta bán ấu dẹp đường. Ở đây là cây giống. Ở đây là mình tới cây cầu tầm quân, cái tên ngộ quân 19 km thôi, nhưng mà mình chạy chậm để cô bác sang đường. Đó, ở đây là người ta phơi cá cơm, bên trái là chiếu, công trình đang thi công, bên phải bán cây kiển luôn. Trời ơi, ông chú này thì bán lò cô bác ơi, bán lò củi, lò chấu, lò nè, bác thả lò nè. Cầu kênh Phán. Chiếu nữa đây. Tục luôn hai con pin của bác ơi, tới cầu cái đầu rồi đó nha, cái đầu rồi tới cái ơn nữa là tới đó. Trường tiểu học Tân Thành 1. Ồ, cạo bên tay phải của mình là của bác không? Thank you.
tới cây cầu Dàm Sáng ở, trùng với ở dưới Phong Điền á. Cái răng ba láng Dàm Sáng Phong Điền, anh thương em thì đừng cho bạc cho tiền. Ủa là không, anh thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo mà sớm giềng họ hay. Rồi, đã tới cầu Cả Ngai. Ngày xưa chắc có ông Cả ông tên Ngai ở chỗ này, thành ra đặt cái cầu Cả Ngai. Quá thấy là sâu ở bên trong là khen cái không ạ. Ở đây không thấy quán chai ha, ngộ ha. Nói vậy chứ sáng là mình có ăn hết rồi cô, nhưng mà thấy cái khu vực bên đây sao ít quán chai. Có cái gừa nhỏ nhỏ kìa. Cầu Lai Vung. Thank you.
Ôi rồi, 1, 2, 3, 4, 5 ngã. Cái chỗ này 5 ngã luôn cô á. Một xoay luôn. Đi Bình Minh, Thốt Nốt, cầu La Dung cũ, thị trấn La Dung. Ở dưới Hậu Giang thì có ngã 7 rồi, ở đây có ngã 5. Ơi, điểm hẹn là mình đi trúng rồi đó. Đúng, trúng chỗ hẹn rồi đó. Ai nói? Dạ, yeah, tới điểm hẹn đó. À, điểm hẹn. Bình Minh 34 cây nữa. Cái sơn ở đây là gọi là cái của cô á. À, hồi nãy là cái đôi, cái này là cái sơn, xuống dưới kia là cái mít là mình tới đó cô. Ở đây là quýt hồng dậu, bán cây giống quýt hồng. Rồi, ở đây ta bán cây giống à, rất nhiều cây giống. Bưởi, quýt, cam, xoài. Thank you.
cầu cái bằng trên. Cái bằng chứ không phải cây bằng nha, cái bằng. Cái bằng hả? Ờ cái, ở đây gọi cái luôn à. Rồi nãy cái đồi, cái sơn, cái bằng. Rồi cái điểm đến của mình là cái mít. Cái luôn à. Sao không có được ta? Cơ sở nấu rượu nếp. Ở đây là cầu cái bằng dưới. Trời ơi, có cái bằng dưới thiệt. Rồi vậy là mình hút vào cái bằng giữa rồi. Cái bằng trên, cái bằng dưới. Ở giữa đâu có cái cầu nào đâu. Ôi, ôi sầu riêng. Sầu riêng giống. Tới cầu cái quýt. Cái quýt nữa nè. Cái quýt ở đây là cái không à, chết rồi. Nãy có cái bưởi không? Ở đây là âm thịnh dương si rồi. Cái độc giảng đường kìa. Bị tinh thần nha, 3 phút nó tới à. Tại mà chạy chậm chậm coi phim chơi, chứ chạy nhanh thì cấp thời. Ở ngoài hay trong hẻm đâu không biết. Đi theo. Ủa? Trời ơi, sao mà không hay ta? Trời ơi. Nước mình đó. Không hay ta. Mà đúng dịp ta công nhận hơn á. Gặp lắm. Tới chùa luôn rồi. Chùa này không? Không.
mới đi lần đầu mà. Cái chùa rồi ông dẫn mình vô chùa luôn rồi. Trời ơi, có khi nào ông dụ mình đi qua Vũ Hán không thấy ghê ạ? Ông đi cho mình vô mình người đó. Trời ơi, có khi nào ông lừa gạt mình bắt bỏ bao hay gì không ghê quá. Vô bỏ bao đó nha. Tới chưa, tới chưa? Trời ơi, sao mà đi đâu mãi ạ? Anh đi chạy đồ.